10 loài rắn nguy hiểm nhất. Một cuộc chạm trán với một trong những loài bò sát này có thể khiến bạn phải trả giá bằng mạng sống. Chúng rít, chúng trượt dài và không may cho con người và con mồi khi không nghi ngờ đối với chúng. Chúng sẽ cắn. Rắn cắn khoảng 5,4 triệu người mỗi năm, dẫn đến tử vong từ 81.000 đến 138.000 người, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Rắn độc giết nạn nhân bằng các chất độc được tạo ra trong tuyến nước bọt bị biến đổi mà con vật sau đó dùng răng nanh tiêm vào con mồi. Các nhà nghiên cứu cho biết vào năm 2019 trên tạp chí Frontier of Ecology and Evolution. Nọc độc như vậy đã phát triển trong hàng triệu năm để gây ra các phản ứng nghiêm trọng ở nạn nhân, từ bất động và xuất huyết đến chết và viêm mô. Dưới đây là 10 loài rắn có nọc độc không chỉ tạo ra cú đốt đối với con mồi nhỏ mà còn có thể hạ gục con người. 10. Mamba đen, loài rắn nguy hiểm nhất châu Phi. Loài rắn mamba đen, Dendrosaphis polylepis, có thể giết chết một người chỉ với hai giọt nọc độc, LifeScience đưa tin. Được đặt tên cho màu đen tối, màu mực bên trong miệng của chúng, mamba đen vẻ ngoài thực sự có màu nâu. Chúng có chiều dài trung bình khoảng 8 feet tương đương 2,5 mét và có thể di chuyển với vận tốc 19 km/h. Những con rắn con được sinh ra với 2 đến 3 giọt nọc độc trong mỗi chiếc nanh, vì vậy chúng là những kẻ cắn chết người ngay từ khi mới sinh. Theo công viên quốc gia Kruger, đến tuổi trưởng thành, chúng có thể tích trữ tới 20 giọt trong mỗi chiếc răng nanh của mình. Nếu không được điều trị, vết cắn của loài rắn châu Phi này luôn có thể gây chết người. Đây là những gì nọc độc của mamba đen gây ra cho cơ thể bạn. Sau khi bị tiêm vào, nọc độc sẽ cản trở hoạt động tại một điểm nối nơi các dây thần kinh và cơ kết nối, dẫn đến tê liệt. Ryan Blumenthal, Đại học Pretoria, đưa tin trên The Conversation. Vì nọc độc cũng gây độc cho tim, có thể dẫn đến ngừng tim. Đó là trường hợp của một người đàn ông Nam Phi bị con mamba đen cắn vào ngón trỏ. Blumenthal đưa tin, khi đến bệnh viện, trong vòng 20 phút, anh ấy đã ngừng tim. Blumenthal cho biết, mặc dù các bác sĩ đã điều trị cho anh ta bằng thuốc kháng nọc độc, nhưng người đàn ông vẫn phải chết vài ngày sau đó. Các nhà khoa học không rõ có bao nhiêu người bị giết bởi mamba đen mỗi năm, nhưng Blumenthal ước tính nó là nguyên nhân gây ra số lượng lớn nhất các trường hợp tử vong liên quan đến rắn ở miền Nam châu Phi. 9. Fedelons. Theo một bài báo được xuất bản trên tạp chí Toxicom năm 1984, một vết cắn từ rắn Fedelons, hay còn được thổ dân gọi là rắn ba bước. Vì khi bị cắn thì nạn nhân không thể đi quá ba bước chân, có thể khiến mô cơ thể của một người chuyển sang màu đen khi nó bắt đầu chết. Những con rắn này sống ở Trung và Nam Mỹ, dài từ 3,9 đến 8,2 feet tương đương 1,2 và 2,5 mét và nặng tới 13 pound tương đương 6 kg, là nguyên nhân gây ra khoảng một nửa số vụ ngộ độc nọc độc do rắn cắn ở Trung Mỹ, theo một nghiên cứu năm 2001 được công bố trên tạp chí Toxicom. Do nọc độc của loài rắn độc Fedelons có chứa chất chống đông máu, chất cản trở quá trình đông máu, nên vết cắn của loài rắn này có thể khiến một người bị xuất huyết. Và nếu điều đó không làm bạn sợ hãi, hãy xem xét điều này, một con cái có thể sinh 90 con hung dữ, theo Đại học Costa Rica. 8. Bung lan. Các nhà nghiên cứu cho biết vào năm 2017 trên tạp chí Biochimia et Physica Acta, con rắn đã được gửi đến Smith tại bảo tàng Field ở Chicago để nhận dạng. Giống như những người khác trong lĩnh vực này vào thời điểm đó, 1890, Smith tin rằng những con rắn có nanh sau như rắn hổ mang, Diphyophus, không thể tạo ra một liều lượng nọc độc đủ lớn để gây tử vong cho con người. Họ đã nhầm. Bung lan có thể được tìm thấy ở khắp châu Phi nhưng chủ yếu sống ở Swaziland, Botswana, Namibia, Mozambique và Zimbabwe, là một trong những loài rắn độc nhất trong số những loài được gọi là rắn nanh sau. Theo Bảo tàng Động vật học của Đại học Michigan, những con rắn như vậy có thể gấp lại nanh vào miệng khi không sử dụng.
Giống như các loài rắn chết người khác, loài rắn này có nọc độc gây ra chảy máu khiến nạn nhân của chúng chảy máu bên trong và bên ngoài, bảo tàng cho biết. Với cái đầu hình quả trứng, đôi mắt to quá khổ và cơ thể có hoa văn màu xanh lá cây tươi sáng, bung lan khá bắt mắt. Theo Viện Đa dạng Sinh học Quốc gia Nam Phi, khi bị đe dọa, con rắn sẽ phồng cổ lên gấp đôi và để lộ một mảng da sáng màu giữa lớp vảy. Tử vong do vết cắn của bung lan có thể rất khủng khiếp. Như Stanford American mô tả, nạn nhân bị xuất huyết nhiều cơ và não, và trên hết, máu sẽ bắt đầu rỉ ra từ mọi lối ra có thể xảy ra, bao gồm cả nú răng và lỗ mũi, và ngay cả những vết cắt nhỏ nhất. Máu cũng sẽ bắt đầu chảy qua thi thể, qua phân, nước tiểu, nước bọt và chất nôn của nạn nhân cho đến khi họ chết. May mắn thay, có chất chống nọc độc cho bung lan nếu nạn nhân có thể lấy nó kịp thời. 7. Rắn hổ miền Đông. Có nguồn gốc từ những ngọn núi và đồng cỏ ở Đông Nam Australia, rắn hổ miền Đông, Notechis cutater, được đặt tên cho các dải màu vàng và đen trên cơ thể của nó, mặc dù không phải tất cả các quần thể đều có hình dạng đó, theo Bảo tàng Australia. Nọc độc mạnh của nó có thể gây ngộ độc cho người chỉ trong 15 phút sau khi cắn và gây ra ít nhất một ca tử vong mỗi năm, Đại học Adelaide báo cáo. 6. Rắn lục Russell. Theo nghiên cứu được công bố ngày 25 tháng 3 năm 2021 trên tạp chí PLOS Neglect Tropical Disease, khoảng 58.000 ca tử vong ở Ấn Độ là do rắn cắn mỗi năm và loài rắn lục Russell, Daboia russelli, là nguyên nhân gây ra phần lớn các trường hợp tử vong này. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào năm 2021 trên tạp chí Tocin. Ở Sri Lanka, nơi loài ăn đêm này thích nghỉ ngơi trên ruộng lúa, chúng gây ra tỷ lệ chết cao cho nông dân trồng lúa trong thời gian thu hoạch. Nọc độc của loài rắn này có thể dẫn đến một loạt các triệu chứng khủng khiếp, suy thận cấp tính, chảy máu nghiêm trọng và tổn thương đa cơ quan. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo trong Handbook of Clinical Neurology năm 2014. Một số thành phần của nọc độc liên quan đến đông máu cũng có thể dẫn đến đột quỵ cấp tính và trong một số trường hợp hiếm hoi. Các triệu chứng tương tự như hội chứng Sihin, trong đó tuyến yên ngừng sản xuất một số hormone nhất định. Theo sổ tay này, nạn nhân thường chết vì suy thận. 5. Rắn lục hoa cân. Loài rắn lục hoa cân, Aedes carinat, là thành viên nhỏ nhất trong Big Four ở Ấn Độ, cùng với loài rắn lục Russell, loài cạp nia thông thường, Bungarus carulus, và rắn hổ mang Ấn Độ, Naja naja, được cho là chịu trách nhiệm lớn nhất các vết cắn và tử vong liên quan trong nước. Thay vì âm thanh rít theo khuôn mẫu được cho là của rắn, loài rắn này bắt đầu xèo xèo bằng cách cọ sát với nhau các vảy răng cưa đặc biệt khi bị đe dọa, theo một tuyên bố của tạp chí. Một khi bị loài rắn lục này cắn, một người sẽ bị sưng và đau cục bộ ở khu vực đó. Sau đó là khả năng xuất huyết. Vì nọc độc gây rối với khả năng đông máu của một người, nó có thể dẫn đến chảy máu trong và cuối cùng là suy thận cấp tính, theo Tổ chức Giáo dục Hiểu Động vật Nghiên cứu. Nghiên cứu về động vật cho biết việc hydrat hóa và kháng nọc độc, có 9 loại kháng nọc độc nên được sử dụng trong vòng vài giờ sau khi bị cắn để một người có thể sống sót. 4. Rắn cạp nông. Loài rắn cạp nông, Bungarus fastatus, là loài di chuyển chậm vào ban ngày và có nhiều khả năng cắn sau khi trời tối. Theo một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên tạp chí PLOS Neglect Tropical Disease, nọc độc của loài rắn này có thể làm tê liệt các cơ và ngăn cản cơ hoành chuyển động. Điều này ngăn không khí đi vào phổi, dẫn đến ngạt thở. 3. Rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa, Ophiophaga hanna, là loài rắn độc dài nhất thế giới với kích thước lên tới 5,4m, theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London. Theo Viện Smithsonian, thị lực ấn tượng của con rắn cho phép nó phát hiện một người đang di chuyển từ khoảng cách gần 330 feet tương đương 100m. Khi bị đe dọa, rắn hổ mang chúa sẽ sử dụng xương sườn và cơ đặc biệt ở cổ để làm bung, mũ trùm đầu hoặc vùng da quanh đầu. Những con rắn này cũng có thể nâng đầu lên khỏi mặt đất khoảng 1/3 chiều dài cơ thể của chúng, theo Sở Thú San Diego. Sự nổi tiếng của nó không phải là hiệu lực của nọc độc mà là lượng nọc độc được tiêm vào nạn nhân. Mỗi vết cắn cung cấp khoảng 7ml, khoảng 0,24 ounce chất lỏng, nọc độc và con rắn có xu hướng tấn công với 3 hoặc 4 vết cắn nhanh chóng liên tiếp, vườn thú Fresno báo cáo. Sin Caron, nhà sinh vật học phân tử tại Đại học Maryland, viết trên tờ The New York Times,
chỉ một vết cắn có thể giết chết một con người trong 15 phút và một con voi trưởng thành chỉ trong vài giờ. 2. Taipan ven biển. Bạn có thể bị cắn nhiều lần trước khi biết đến loài taipan ven biển, Oxyrhynchus scutellus. Nhờ vào tốc độ đáng kinh ngạc của nó, theo bảo tàng Úc, khi bị đe dọa, loài rắn sống trong các khu rừng ẩm ướt ở các vùng ven biển ôn đới và nhiệt đới sẽ nhấc toàn bộ cơ thể lên khỏi mặt đất khi nó ngậm răng nanh lần đầu với độ chính xác phi thường và tiêm nọc độc vào kẻ thù. Trước năm 1956, khi một loại thuốc kháng nọc độc được sản xuất hiệu quả, vết cắn của loài rắn này gần như luôn gây tử vong, theo Australia Geographic. 1. Taipan nội địa. Theo tạp chí International Journal of Neuropharmacology, rắn taipan nội địa là một trong những loài rắn độc nhất, có nghĩa là chỉ cần một chút nọc độc của nó có thể giết chết con mồi, hoặc nạn nhân là con người. Chúng sống ẩn mình trong các khe đất sét của vùng ngập lũ Queensland và Nam Úc, thường nằm trong các hang đào sẵn của các loài động vật khác. Sống ở những nơi xa xôi hơn so với taipan ven biển, taipan nội địa hiếm khi tiếp xúc với con người, bảo tàng Úc cho biết. Khi rắn taipan cảm thấy bị đe dọa, con rắn sẽ cuộn cơ thể của nó thành hình chữ S chặt chẽ trước khi lao ra ngoài bằng một cú đớp nhanh hoặc nhiều cú đớp. Một thành phần chính của nọc độc này giúp nó khác biệt với các loài khác là enzyme hyaluronidase. Theo tạp chí Toxin số ra năm 2020, chiến lược mới để chẩn đoán và điều trị rắn cắn, enzyme này làm tăng tỷ lệ hấp thụ chất độc trong cơ thể nạn nhân. 68 TG cảm ơn bạn đã xem video này. Các bạn bấm đăng ký kênh để xem được thêm nhiều video hấp dẫn của em 68 nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.